Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta được làm con Chúa. Điều này cũng được san sẻ ra cho nhiều người qua việc rao giảng tin lành của Chúa. Nên chúng ta chuẩn bị những cuộc lễ, những tài vật và chúng ta sẵn sàng dâng lên ở trước mặt Chúa. Thì chúng tôi cảm ơn quý mạnh chị em đã trung tín dâng hiến trong những ngày qua để công việc của hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục sinh hoạt trong phước hạnh từ nơi Chúa và tin lành của Chúa được rao giảng ra cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ở xa cũng có thể dự phần vào việc dâng hiến. Anh chị em muốn dâng hiến, xin trở ra trang web của hội thánh vbchouston.com và chúng ta có thể sử dụng nút dâng hiến. Chúng ta bấm vào đó và sử dụng điện thoại khôn ngoan của chúng ta để chúng ta có thể dùng PushPay mà chúng ta thiết lập sự dâng hiến cũng như là dân của dân ở trong thời gian này. Và trong thời gian này thì xin mời hết thảy anh chị em ở xa cũng như VBC Houston chúng ta một lần nữa để đứng lên và chúng ta trình dâng những lễ vật này trước mặt Chúa. Ở trong Cựu Ước có một cái của lễ mà người ta đưa những cái vé lúa, hình ảnh của một mùa thu hoạch mà Chúa đã ban phước, và họ đưa qua đưa lại ở trước mặt Chúa để bày tỏ lòng biết ơn ở trong ngày lễ của mùa gặt. Cũng là ngày mà chúng ta đang ở trong giây phút đó, ngày lễ của ngũ tuần. Xin Chúa ban ơn trong thời gian này anh chị em có thể đưa tài vật ở trước mặt Chúa như những vé lúa chúng ta đưa qua đưa lại trước mặt Chúa để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và nói rằng vì ơn Chúa mà con từ nay và bây giờ con dâng lại ở trong tay của Chúa. Cha kính yêu, chúng con biết ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài đã ban cho chúng con, vì mưa thuận gió hòa, vì sự ban cho của Chúa khiến cho chúng con thu nhận những lợi tức này từ tiền lương cũng như kết quả của sự trồng trọt làm việc của chúng con. Biết ơn ngài, chúng con dâng những của lễ này với lòng biết ơn như những bó lúa đưa qua đưa lại ở trước mặt Chúa, để thưa với Chúa rằng nhờ ơn của ngài, nhờ sự ban phước của Chúa mà chúng con mới có được. Như Chúa ngài đã phán với chúng con trong lời ngài, ngài ban cho tay của chúng con mạnh sức để làm nên của cải. Ngài ban phước trên đời sống của chúng con để chúng con có thể tạo được những số tiền này. Ngài ban phước trên những gì chúng con trồng trọt để chúng con có thể thu hoạch được. Giờ đây chúng con dâng lại một phần mà Chúa bảo rằng biệt riêng ra cho Chúa vì nó là thánh. Nguyện xin Chúa ngài vui nhận và ban phước lại trên hết thảy cho em chúng con, để chúng con lại được phước Chúa càng hơn và chúng con lại có thể trải nghiệm được phước hạnh mà Chúa ngài đã dành cho khi chúng con dâng hiến, chúng con giữ phần vào công việc nhà của Chúa. Xin cũng ban ơn ở trên ban lãnh đạo để có thể sử dụng số tiền này đúng chỗ đúng lúc và làm lợi ra ở trong ơn của ngài, cho hết thảy chúng con sẽ được Chúa ngài ban phước và mỉm cười khi Chúa nhìn chúng con dâng lên cho Chúa những kết quả của những gì Chúa ngài đã giao trong tay của chúng con và chúng con đã làm lợi ra, để nghe tiếng yêu thương của ngài hỡi đầy tớ ngay lòng trung tín được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con mong đợi những gì lớn hơn để chúng con quản lý theo như sự ban phước của Chúa, và kết quả của cuộc đời chúng con cứ được mở rộng ra ở trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con dâng với lòng biết ơn và lòng mong đợi một mùa thu hoạch lớn lao ở trong ơn của Chúa, nhiều linh hồn được cứu, nhiều cuộc đời được biến đổi, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Trong lúc băng thờ phượng đến nhận tiền dân, chúng ta sẽ có một vài thông báo. Good morning, Hội Thánh. Morning. Good morning. Good morning. Thank you, Mục sư và Bác Thủ. One more time. Good morning. Okay, good morning. Bây giờ chúng ta có vài thông báo để biết và sinh hoạt. Trước hết cho những gia đình có con em nhỏ từ 1 đến 12 tuổi, Hội Thánh có một vụ VBC Kids đang diễn ra tại CLC là tòa nhà bên trái của quý vị. Tại đó các em có thời gian để thờ phượng, học kinh thánh và nhiều sinh hoạt khác nữa. Cho các em ở lớp tuổi thiếu niên, Hội Thánh có một vụ VBC Youth với một sư Sam. Các em có thể gặp ở tại phòng học ngay phía trước tiền sảnh. Thông báo kế tiếp là Vacation Bible School. Thánh kinh mùa hè sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17 tháng 6 từ 7 đến 9 giờ tối. Chủ đề năm nay là Spark Studios, Created in Christ, Designed for God's Purpose. Và câu gốc của chúng ta là Ephesians đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Amen. Chúng ta sẽ khám phá rằng Đức Chúa Trời đang làm việc để cứu chuộc, phục hồi và biến đổi chúng ta, vì chúng ta là việc của tay Ngài làm ra. Amen. Đăng ký cho Thánh Kinh mùa hè sẽ tiếp tục hôm nay. Vui lòng đăng ký ở tại tiền sảnh sau buổi thờ phượng hoặc chụp hình
ấn mã QR code trên màn hình phía trên để đăng ký hôm nay. Tiếp theo, Hội Thánh đang lập kế hoạch cho chương trình Simple Church cho mùa hè là lớp nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Cho những ai muốn tham gia, xin điền vào link được cung cấp trong newsletter của Hội Thánh được gửi ra mỗi tuần, hoặc chụp hình ấn mã QR code trên màn hình phía trên. Và cách dễ nhất là chúng ta có thể điền vào một biểu mẫu tại bàn thông tin ở tại tiền sảnh sau buổi thờ phượng. We need the next one. Okay. Thông báo cuối cùng là về Dream Team. Chúng ta biết rằng how do you say pandemic, Monsu? How do you say pandemic? Dịch lệ đã 2 năm rồi, right? Và khi chúng ta đi chợ, khi chúng ta đi ăn ở ngoài restaurant, chúng ta thấy ở ngoài đó là giống như là không có dịch lệ. Mà nhưng và khi chúng ta đến nhà thờ, sometimes people nói là vẫn còn dịch lệ, right? Right. Chúng ta biết rằng đã đến thời gian chúng ta phải đánh thức dậy chính tâm linh, chính tâm hồn của chúng ta, để chúng ta bắt đầu mời những bạn bè, gia đình, những người thân thương đến nhà thờ. Và Dream Team là I think you would say cuộc sống trong thân thể, right, the spine in the body, mà chúng ta có thể hầu việc những người mà đến để thăm viếng nhà thờ, và Chúa sẽ làm việc để họ được cứu chuộc, được phục hồi và sẽ ở lại để tham gia với chúng ta. Amen. Trưa nay là một cơ hội rất là quan trọng. Chúng ta có thể gặp với nhau để có một cái Dream Team Rally tại CLC lúc 1:30, có nghĩa là ngay sau giờ thờ phượng của chúng ta. Xin mời quý ông và anh chị em đến để nghe từ các lãnh đạo và được tham gia vào các hoạt động xây dựng nhóm để hưởng được một số giải thưởng và nhận một món quà từ VBC Houston. Buổi ăn trưa sẽ được cung cấp. Con mong rằng mỗi anh chị em ở tại đây sẽ đến và tham dự Dream Team Rally, để chúng ta có thể biết là Chúa muốn chúng ta làm việc ở đâu, để chúng ta có thể xây dựng Hội Thánh của Ngài. Amen. Và có thể đón nhận những người thân hữu mà đến để tham dự những cái buổi nhóm. Amen. Amen. Bao nhiêu người sẽ đến trưa nay? Okay, ở bên đây, I need some more hands. Bao nhiêu người sẽ đến trưa nay ở tại CLC ngay sau giờ thờ phượng? Thì nào, trưa nay chúng ta có rất là nhiều công việc. Nhớ là chúng ta phải đăng ký cho Thánh Kinh mùa hè, cũng như là biên biểu một biểu mẫu. Did I say that right? Điền một biểu mẫu ở tại tiền sảnh, ở tại bàn thông tin, cũng như là tham dự Dream Team Rally ở tại CLC. Amen. Okay, don't worry, sẽ có đồ ăn. Chúng ta nhớ đến và nhớ, và chúng ta sẽ ăn thông công với nhau. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa qua lời của Chúa. Kính mời một sư Huỳnh Quốc Khánh. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta. Như tuần rồi chúng ta đã được nhắc nhở trong nhiều lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh. Có một lời được gọi là điều cha hứa. Đây là điều rất quan trọng mà cha hứa. Quan trọng đến độ Đức Chúa Giêsu bảo các môn đồ của Chúa, mặc dù họ là những người đã được Chúa Giêsu huấn luyện trực tiếp, họ đã thấy Chúa làm nhiều phép lạ. Và Chúa Ngài cũng đã ban cho họ khả năng để ra đi rao giảng về nước của Đức Chúa Trời, chữa lành cho những người đau ốm, đuổi quỷ. Mà Chúa căn dặn họ phải ở lại trong thành cho đến khi nhận được điều cha hứa. Rất quan trọng. Đối với Đức Chúa Trời, đây là việc mà Đức Chúa Trời Ngài đã kế hoạch nhiều ngàn năm về trước, để dân sự của Chúa có thể kinh nghiệm được một điều mà tôi tin rằng lòng của Chúa luôn luôn nghĩ đến. Đó là làm thế nào để Hội Thánh của Chúa có thể mở rộng ra, hầu cho mọi người đều có cơ hội ăn năn để được cứu. Cho nên Chúa Ngài đã lên kế hoạch chương trình cứu rỗi của Chúa khi Chúa Con là Đức Chúa Giêsu đến trần gian này để chịu chết đền nợ tội cho con người của chúng ta, để rửa sạch tội lỗi, để khiến cho chúng ta được biến đổi. Thân thể của chúng ta được Chúa Ngài rửa sạch bởi huyết của Chúa, và chúng ta được thánh hóa ở trong Ngài. Để một lần nữa, chúng ta xuống ở trong buổi nhóm này, chúng ta cũng như giảng luận này, sự phục hồi của Chúa. Vì khi Chúa Ngài dựng nên con người của chúng ta, Ngài dựng nên để Ngài ở trong chúng ta. Khi Chúa dựng nên Adam xong, Ngài nắng ông lên từ bụi đất. Rồi Chúa Ngài thở hơi thở của Ngài, thánh linh của Ngài vào ở trong Adam. Thì lúc bây giờ Adam mới trở nên một loài sống động. Tất cả những gì trước đây chỉ làm hình dáng đến từ đất, không có sự sống ở trong nó, cho đến khi hơi thở của Đức Chúa Trời vào ở trong mũi của Adam. Nhưng vì tội lỗi, thần của Đức Chúa Trời không thể ở trong loài người được nữa. Và chúng ta biết rằng
trước khi cơn đại hồng thủy. Chúa ngài đã công bố điều đó. Ngài nói rằng vì tội lỗi của con người, thần của Chúa không thể ở trong con người nữa. Và cái thánh ghi lại cho chúng ta, Đức Chúa Trời, ngài phải có một kế hoạch để phục hồi điều này. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu đã đến là giải pháp để chúng ta được tha thứ, lỗi của chúng ta được chức quyết của Chúa rửa sạch. Rồi Thánh Linh của Chúa, ngài biến đổi chúng ta, khiến cho thân thể của chúng ta được thánh hóa để chúng ta bây giờ lại xứng đáng, để thần của Chúa lại ở trong con người chúng ta một lần nữa. Đây là một sự trở lại phước hạnh mà Chúa ngài đã định. Cảm ơn Chúa. Chẳng những Chúa ngài muốn thực hiện công việc là chúng ta được ở trong Chúa và Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta, ngài còn muốn ban cho chúng ta quyền năng, khả năng siêu nhiên của ngài. Để điều mà Chúa ngài đã định cho Adam khi ngài dựng nên loài người chúng ta, đó là sẽ phục hồi, xin lỗi, sẽ cai quản và bắt đất phục tùng ở trong ơn của Chúa. Và Chúa ngài muốn làm điều này cho tạo vật mới của Chúa là Hội Thánh, để chúng ta sẽ mặc lấy quyền năng từ nơi Chúa để chúng ta có thể trở nên hiệu quả, bắt đất phục tùng, để chúng ta thể hiện quyền năng của Chúa xuyên qua đời sống của chúng ta ở trên đất này, qua quyền năng mà Chúa ngài ban cho. Cho nên trả lên kế hoạch, ngài báo cho nhân loại, dân sự của Chúa qua tiên tri của ngài, đó là trong những ngày cứu rốt, ngài sẽ đổ thần của ngài trên mọi loài xác thịt. Đây không phải là một kế hoạch hay là công việc của một nhóm mà chúng ta nói rằng họ thiên về ân tứ, về quyền năng. Và đây là công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng tôi kêu gọi anh chị em ở trong giờ này, nếu chúng ta trước đây có những cái định kiến về Đức Thánh Linh, về ngũ tuần, xin Chúa cho chúng ta trong giờ này bình tĩnh đủ để chúng ta lắng nghe và hiểu, để rồi chúng ta thấy rằng đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và ngài đeo đuổi một điều lớn lắm, chứ không phải là chỉ có một vài người được đầy dạy Đức Thánh Linh rồi vui mừng cũng như là đầy cảm xúc trong việc ngợi khen thờ phượng, nhảy múa ở trước mặt Chúa. Nhưng mà công việc rất là lớn mà Chúa ngài đeo đuổi. Xin Chúa cho để chúng ta hết thảy đều sẽ hiểu được. Và xin lời của Chúa chạy rất nhanh trong ngày hôm nay, giúp đỡ cho hết thảy chúng ta. Và tôi cũng khuyến khích các con cái của Chúa, anh chị em khi nghe sứ điệp này xong và anh chị em được phước của Chúa, thì xin chia sẻ một cách rộng rãi cho các bạn hữu của chúng ta. Điều mà chúng tôi ao ước và cầu nguyện ở trong 50 ngày qua, đó là Chúa ngài sẽ cho nhiều người. Và mục tiêu của tôi đặt ra ở trong ơn của Chúa, đeo đuổi một ngày mà sẽ có 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta kinh nghiệm điều tra hứa. Đó là cách duy nhất để dân tộc của chúng ta được cứu. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời mà ngài đã định. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài cho để chúng ta kinh nghiệm một cách cá nhân, giới thiệu cho những người khác, để chúng ta cùng nhau nếm trải được điều tra hứa. Tuần rồi chúng ta kết thúc với 3 điều mà chúng ta cần nhớ trong lúc chúng ta chờ đợi điều tra hứa. Chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi sự. Và ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, ngài yêu thương chúng ta, và ngài sẽ ban cho chúng ta điều ngài hứa. Bởi vì Chúa không bao giờ thất hứa với loài người của chúng ta. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Và hôm nay chúng ta sẽ học điều mà tất cả chúng ta mong đợi, phải mong đợi, đó là nhận điều tra hứa. Chúng ta để ý đến chữ nhận của ta đây. Vì chúng ta có thể có những phước hạnh này bên cạnh chúng ta lâu rồi, nhưng mà chúng ta không nhận. Như lời của Chúa nói rằng hãy lấy lòng nhu mì khiêm nhường, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu anh hùng anh em. Lời đã trồng, nhưng mà nếu không có lấy lòng nhu mì khiêm nhường để nhận lấy, thì lời đó sẽ không có kết quả cho chúng ta. Cũng như chúng ta có thể ở trong một hội thánh, chúng ta được nghe giảng, được nói về Đức Thánh Linh, nhiều người được phước, còn chúng ta thì không được ước chút nào hết, bởi vì chúng ta không hiểu và không tiếp nhận. Xin Chúa cho để sứ điệp ngày hôm nay sẽ giúp đỡ để giải quyết và phá hủy tất cả những ngộ nhận cũng như những định kiến mà chúng ta có thể có về Đức Thánh Linh và ngũ tuần. Xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. Luca chương 24 câu 48 và 49 được chính Đức Chúa Giêsu nói: các con là những nhân chứng về các việc đó, ta đây sẽ ban cho các con điều cha đã hứa. Còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Chúng ta để ý Chúa Giêsu ngài bảo
để họ có thể làm nhân chứng cho Chúa. Các con là những nhân chứng về các việc đó. Những việc là Chúa Ngài chịu chết, Ngài chịu chôn và Ngài đã sống lại. Để tin lành của Chúa được rao giảng ra, là những nhân chứng này thì họ cần phải làm cái công việc đó là làm chứng cho Chúa, làm nhân chứng cho Ngài. Đó là phần của các môn đồ. Phần của Chúa ta đây, chính Chúa Giê-xu sẽ ban cho họ điều mà Cha đã hứa. Ta đây sẽ ban cho các con điều Cha đã hứa. Đức Chúa Giê-xu sẽ đổ Đức Thánh Linh của Ngài ra, ban cho điều Cha hứa. Còn về phần của các con, hãy chờ đợi trông thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Chúng ta thấy những công việc ở đây có việc của Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa, Chúa Giê-xu tuôn đổ, và phần của các môn đệ của Chúa là phải đặt mình vào trong đúng cái vị trí để có thể nhận được. Thì khi Đức Thánh Linh giáng lâm mà họ không có mặt ở tại chỗ mà Chúa Ngài đã định, có những người họ nghĩ theo ý riêng của họ, tại sao phải đợi trong thành? Chúa đã hứa ban thì nó sẽ tự động sẽ đến, không? Chúa bảo hãy đợi trong thành cho đến khi, hãy đợi cho đến lúc, cho đến khi được mặc lấy quyền năng. Và công vụ chương 1 câu 4 câu 5 thì Luca lại bày tỏ cho Theophile một cái góc cạnh khác về những điều Chúa Ngài nhắc nhở trong sự chờ đợi tới đây. Công vụ chương 1 câu 4 câu 5, trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì răng đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu Ngài ráp lại hai hình ảnh điều Cha hứa, tức là điều mà họ phải kinh nghiệm được. Đó là răng thì làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày họ sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Đây là kế hoạch của Chúa. Báp têm Đức Thánh Linh là việc của Đức Chúa Trời, Ngài kế hoạch, và Đức Chúa Giê-xu Ngài thực hiện. Không phải của hệ phái Ngũ Tuần, hay là những cái nơi được gọi là Ân Tứ, hay là những cái nơi hội thánh mang cái nhãn hiệu là hội thánh đi trong Thánh Linh. Và đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên chị em bình tĩnh để chúng ta nhận những điều mà Cha hứa. Đừng để cho bất cứ một định kiến nào ngăn trở chúng ta. Bởi vì những điều mà chúng ta có thể nhận được, nó có tiềm năng để khi nhiều người cùng nhận được, và chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới này cho Chúa. Đó là điều mà tôi ao ước sẽ kết quả ra trong ơn của Chúa. Câu 1 chương 2 câu 1 cho đến câu số 12. Sau khi Chúa Giê-xu Ngài căn dặn họ như vậy, thì Ngài được tiếp rước về trời. Các môn đồ trở về Jerusalem. Tuần rồi chúng ta học, ban ngày họ ở trong đền thờ ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi họ nhóm lại ở tại nhà riêng, ở tại phòng cao để chờ đợi. Và tính ra thì chúng ta biết rằng thêm 10 ngày nữa, 40 ngày Đức Chúa Giê-xu Ngài đã hiện ra lấy nhiều cách khác nhau để chứng minh rằng Ngài là Chúa phục sinh của họ. Nhờ cậy Đức Thánh Linh để dạy dỗ họ về nước của Đức Chúa Trời. Họ yên lặng, họ chờ đợi. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong công vụ chương 2 câu 1 đến 12. Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Bây giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Jerusalem. Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng sốt, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ rất ngạc nhiên và hỏi nhau, tất cả những người đang nói đó không phải là những người Galilee sao? Vậy sao mỗi người trong chúng ta đều nghe họ nói tiếng của bản xứ của mình? Nào là người Bạc Thê, người Mê-đi, người Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asia, Phrygia, Pamphili, Ai Cập, các vùng thuộc về Libya gần Cyrene. Nào là du khách từ Roma đến, cả người Do Thái hoặc người theo đạo Do Thái, người Cơ-rết và Á Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau, việc này có nghĩa gì? Một khung cảnh tuyệt vời và thật là ly kỳ, phải không chị em? Mô tả cho chúng ta thì sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Chúng ta cùng suy nghĩ tới đây mấy chữ mà tôi tin rằng có nhiều người dị ứng, sợ khi nghe nói đến. Đó là chữ Ngũ Tuần. Đến ngày lễ Ngũ Tuần. Chúng ta nghe chữ Ngũ Tuần thì nhiều người trong chúng ta
đưa sự đề kháng lên liền. Bởi vì kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ, hoặc là những cái hành vi của những người sử dụng ân tứ cách lệch lạc, quá khích, đã làm cho chúng ta khó chịu. Chúng ta có thể biết ai đó, họ được gọi là những người ngũ tuần. Có những công việc lạ ở trong đời sống của họ, tôi dùng chữ lạ tới đây. Chúng ta còn nhớ một trong những điều mà Chúa muốn dạy các môn đồ của Ngài. Rồi Chúa lấy những cái hình thể khác nhau để hiện ra với họ, để chứng minh rằng Ngài là cứu Chúa phục sinh của họ. Ban đầu họ không thể nhận diện Ngài, vì họ đã in trí Giê-xu mà họ quen biết. Bây giờ trong thân thể phục sinh của Ngài, họ không thể nào nhận diện Chúa với những gì họ đã quen thấy. Ngài đến với họ trong những điều, tiếng Anh dùng chữ là different, tiếng Việt của chúng ta dùng chữ lạ. Xin Chúa cho chúng ta có cái thái độ, khi những gì chúng ta chưa hiểu, chúng ta hãy chọn cái đó lạ. Đừng nhanh chóng như những người vô ý thức hay là cố tình chống lại công việc của Đức Thánh Linh, gọi đó là cái đó của quỷ hay là vân vân, dán cho những cái nhãn mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta chính Đức Chúa Giêsu ngày dài. Khi phạm tội nghịch cùng Đức Thánh Linh thì đời này lẫn đời sau người đó sẽ không bao giờ được tha thứ. Cho nên công việc của chúng ta nếu chưa biết, chúng ta nói cái đó lạ, lạ rồi sẽ quen. Như những ngày đầu tiên chúng ta kinh nghiệm phép lạ của Chúa thực hiện ở giữa chúng ta của VBC Houston, chúng ta nói lạ. Nhưng sau thời gian chúng ta thấy rằng cái này là quen. Chúng ta cầu nguyện người ta được lành. Chúng ta đặt tay, chúng ta thấy người bệnh được chữa lành. Ban đầu chúng ta nói rằng là phép lạ, nhưng mà bây giờ nó trở thành phép quen, bởi vì chúng ta thấy rất là thường xuyên. Tôi không nói để chúng ta hạ giá và xem nhẹ những việc Chúa Ngài làm, nhưng mà chúng ta muốn nói đến nó phải xảy ra bởi vì Chúa đã định như vậy. Khi Chúa Giêsu bảo hãy đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành, mà chúng ta đặt tay lên kẻ đau mà chúng ta không thấy họ lành mới là chuyện lạ. Phải anh chị em? Chúng ta đặt tay mà người ta được lành, đó là việc phải xảy ra bởi vì Chúa đã phán như vậy. Chúa rằng lấy danh ta mà trừ quỷ. Chúng ta gặp quỷ mà chúng ta bỏ chạy, hay là chúng ta đi về nhà, chúng ta phải bật đèn, bật tivi này kia lên cho có tiếng động, tiếng ồn ào, bởi vì ở nhà một mình sợ ma, thì cái đó mới là lạ. Là con cái của Chúa, Chúa cho chúng ta thẩm quyền ở trên quỷ. Chúa Ngài cho chúng ta thẩm quyền để dạy đạp đầu của rắn và bò cạp ở dưới chân. Không có một quyền gì của kẻ thù có thể làm hại chúng ta được, mà chúng ta lại sợ những con ma. Đó mới là việc lạ. Cơ đốc nhân mà còn sợ ma, đó mới là chuyện lạ. Còn cơ đốc nhân, chúng ta nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta truyền lệnh cho quỷ phải ra khỏi những người nó ám, mà nó hét lên một tiếng hay là nó giật ngã cái người đó rồi nó xuất ra, thì đó là việc quen, là việc phải xảy ra bởi vì Chúa đã định như vậy. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ có một thái độ mới. Như sứ đồ Phaolô nói rằng tôi đã từng nhận biết con người theo xác thịt, và tôi cũng đã từng nhận biết Đức Chúa Giêsu như vậy, nhưng mà hôm nay Phaolô này không còn nhận biết bất cứ ai theo xác thịt nữa. Xin Chúa cho để chúng ta cũng sẽ đi đến quyết tâm đó trong đời sống của chúng ta. Những gì chúng ta chưa biết, different, theo như người Mỹ ở tại đây họ sử dụng, cái đó lạ. Nhưng mà lạ chứ không phải là cái này không đến từ Chúa, vân 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 vân. Cái này là tà giáo, cái này là ngũ tuần, cái gì đó. Và chúng ta thấy rằng những danh từ mà nhiều con cái của Chúa đã bắt chước theo những người xung quanh hay là những người đi trước của mình. Và chúng ta đã khước từ cái phước hạnh mà Cha đã lên kế hoạch để ban cho chúng ta. Là chính mình Ngài đến với chúng ta trong thể thần linh. Ngũ tuần, không có gì phải sợ. Anh chị em có biết ngũ tuần là gì không? Ngũ là năm. Tuần. Ở đây tuần không phải là 7 ngày, nhưng mà tuần của 10 ngày. Chữ ngũ tuần ở đây có nghĩa là 50. Vì ở trong Cựu Ước có 7 tuần lễ xảy ra là 49 ngày. Rồi khi cái ngày Sa-bát của tuần lễ thứ 7 đó xong rồi thì ngũ tuần đến. Ngũ tuần là 50. Không có gì để đáng sợ hết. Cảm ơn Chúa, lần tới anh chị em gặp những người gọi là những người ngũ tuần, chúng ta đừng sợ bỏ chạy. Họ là những người mà đã kinh nghiệm. Và điều mà Chúa Ngài cũng muốn chúng ta kinh nghiệm, đó là chúng ta tất cả phải là những người ngũ tuần. Không phải theo hệ phái ngũ tuần, nhưng mà là những người kinh nghiệm ngũ tuần. Vì những điều chúng ta chuẩn bị học biết ở đây là những điều hết sức là tuyệt vời trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Lễ ngũ tuần là lễ kỷ niệm việc ban phát luật pháp ở trên núi Sinai.
Và nó xảy ra đúng 50 ngày sau ngày lễ vượt qua mà chúng ta nhắc đến trong giờ tiệc thánh. Thì họ nhận được sự ban cho luật pháp từ nơi Đức Chúa Trời. 50 ngày, đúng 50 ngày sau ngày lễ vượt qua. Lễ ngũ tuần là sự ban cho Đức Thánh Linh đem lại sự sống, đem lại cho chúng ta tất cả những phước hạnh. Ngài ban luật pháp mang lại sự chết, nhưng ngày mà Đức Thánh Linh được ban cho theo như điều Cha hứa là đem lại phước hạnh, là ngày mà hội thánh của Chúa được mặc lấy năng quyền, nhận được đấng đi cùng ở trong và mặc lấy quyền phép của Ngài trên tất cả những nhân chứng này. Điều đầu tiên mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ đó là ngũ tuần là gì? Từ ngũ tuần có nghĩa là 50. Lễ ngũ tuần ở trong nguồn gốc của nó từ Kinh Thánh Cựu Ước. Trong Cựu Ước, lễ ngũ tuần được gọi là lễ của các tuần lễ, The Feast of Weeks. Để tìm thấy trong Sách Tư Ký chương 34 câu 22, hay là lễ của mùa gặt, Sách Tư Ký chương 23 câu số 16. Lễ này được người Do Thái kỷ niệm sau khi thu hoạch mùa màng. Đây là một trong ba ngày lễ quan trọng hàng năm của người Do Thái. Lễ ngũ tuần cũng để kỷ niệm việc Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Môi-se tại núi Sinai, và nó đã xảy ra 50 ngày sau lễ vượt qua. Là lúc, là giây phút mà họ đã được vượt qua khi Đức Chúa Trời đến hành phạt xứ Ai Cập. Thế rồi họ rời Ai Cập rồi đến núi Sinai, và tại đó Đức Chúa Trời ban luật pháp cho họ. Đây là điều mà chúng ta có thể anh chị em không để ý đến, nhưng mà những người mà chuyên môn về toán hay là giải toán đó, thì họ ngứa nghề đó, họ có thể nói mà chỗ này thì có cái gì đó nó mâu thuẫn. Theo công vụ thì là 50 ngày kể từ khi Chúa phục sinh, mà ở trong cổ ước thì kể từ ngày lễ vượt qua. Và chúng ta biết ngày lễ vượt qua là ngày thứ 6, rồi phải qua ngày thứ 7, rồi ngày Chủ nhật hay là ngày thứ nhất ở trong tuần lễ thì Chúa ngày mới sống lại. Thì như vậy có cái sự khác biệt ở tại đây. Có ai học Kinh Thánh và để ý đến chỗ này không? Có thể anh chị em không để ý đến, nhưng mà có ai đó đang nghiên cứu lời của Chúa liên quan đến lễ ngũ tuần, có thể nói cái này có sự mâu thuẫn ở đây. Nhưng anh chị em, cảm ơn Chúa, tôi chia sẻ với anh chị em cái điều này để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài biết hết tất cả. Và trong chương trình của Ngài, kế hoạch của Ngài đã định cái ngày này một cách chi tiết, để giúp cho chúng ta thấy rằng Chúa biết Đức Chúa Giêsu phải sống lại trong ngày thứ nhất ở trong tuần lễ. Và kể từ đó, 50 ngày sau, Ngài sẽ đổ Thánh Linh của Ngài xuống ở trên hội thánh. Cho nên sau khi Chúa Ngài ban luật của Ngài ở trong Sách Tô Ký chương 23 câu số 16, thì đến Lê Vi Ký chương 23 câu 15 đến 16, Chúa Ngài nhắc nhở họ phải để ý đến và bắt đầu tính cái ngày của ngày lễ ngũ tuần theo như ý định của Chúa tại đây. Lê Vi Ký chương 23 câu 15-16: các con hãy tính 7 tuần lễ trọn kể từ ngày sau ngày Sa-bát, tức là ngày dâng bó lúa với nghi thức đưa qua đưa lại, và ngày thứ 50, tức là ngày sau ngày Sa-bát thứ 7, thì các con phải dâng lên Đức Giê-hô-va một lễ chay mới. Anh xem có thấy không? Anh Chúa biết, và Ngài đã định để bắt đầu từ cái ngày Sa-bát của ngày Sa-bát thứ 7, của tuần thứ 7. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu Ngài đã phục sinh vào ở trong ngày hôm sau của ngày Sa-bát, tức là ngày thứ nhất ở trong tuần lễ. Và tính từ đó đúng 50 ngày, tức là 49 ngày, 7 cái tuần lễ liên tục đó, và sau khi cái ngày Sa-bát của tuần lễ thứ 7 đó đã qua rồi, thì ngày lễ ngũ tuần ngày thứ 50 đã thể hiện ra. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta thấy đến ngày lễ ngũ tuần. Cảm ơn Chúa. Tôi chia sẻ điều này để anh chị em thấy được đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Không phải mấy ông ngồi học Kinh Thánh xong rồi họ lại khám phá hay là họ chế ra cái ngày ngũ tuần và cái kinh nghiệm ngũ tuần này. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã lên kế hoạch, và trước đó 2000 năm Ngài đã định để chính xác luôn đến cái ngày mà Ngài hướng dẫn nhân sự của Chúa phải kính tính theo đúng như ý của Chúa Ngài đã định. Cho nên không có gì mâu thuẫn và không có gì là ngẫu nhiên ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tôi nhấn mạnh điều đó đi anh chị em, đừng ai trong chúng ta nghĩ mình khôn hơn Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay có những tiến sĩ thần học,
có những giáo sư của trường Kinh Thánh. Họ đã đưa ra những tính lý cũng như là những điều dạy dỗ cho rằng họ mới biết chuyện, còn Đức Chúa Trời thì lẩm cẩm. Những điều Kinh Thánh nói là những điều mà chúng ta cần phải xét lại. Họ nói thì mới chính xác. Nhưng anh chị em, đây là điều mà chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Nếu đặt giữa Đức Chúa Trời và người ta, chúng ta nên chọn thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người ta. Amen anh chị em. Có hai con người đã làm gương cho chúng ta trong việc đó, là Phi-rơ và Giăng. Hỏi mấy ông nghĩ kỹ đi, chúng tôi nên vâng lời các ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời bảo chúng tôi phải đi làm nhân chứng cho Ngài, giảng tin lành của Ngài ở khắp mọi nơi, lấy danh Đức Chúa Giê-xu mà giảng và dạy. Còn mấy ông cấm tiệt chúng tôi, không cho chúng tôi giảng và dạy về danh của Đức Chúa Giê-xu, thì mấy ông nghĩ chúng tôi nên vâng lời ai? Biết mấy ông có quyền để có thể lấy mạng sống của chúng tôi, nhưng mà mấy ông chỉ có thể lấy được mạng sống nhưng mà không thể giết được linh hồn. Còn Đức Chúa Trời tôi kính sợ đó mới là đấng có thể giết cả hồn lẫn xác. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người ta. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người ta. Thưa cho em, dù họ có đầy cái bằng tiến sĩ có thể làm giấy để dán nhà của họ đi nữa, họ cũng là con người. Khi nói đến một người có cái bằng tiến sĩ thì câu hỏi của người Mỹ đặt ra là trường nào cho họ cái bằng tiến sĩ đó? Vì con người cho, con người ban tặng cho họ sau những ngày học hỏi chuyên cần đèn sách. Nhưng mà đến từ con người. Có một đấng tối cao, vô sở bất tri, đấng biết hết tất cả mọi sự, mới chính là đấng mà chúng ta cần kính sợ và làm theo lời của Ngài. Là lời đi rất nhanh, Ngài phán một tiếng thì thế giới này đã được dựng nên. Lời đó đã mang lấy nhục thể đi lại ở giữa loài người của chúng ta, chính là Đức Chúa Jesus Christ. Chị em, chúng ta cẩn thận về những gì chúng ta nghe từ những con người mà chúng ta, tôi nói rằng họ phải cẩn thận với họ. Trong khi đó họ thì muốn đưa chúng ta vào trong cái chỗ bị trói buộc mù tối và bị nhốt ở trong cái nhà tù của tín lý của giáo hội đó, để bảo chúng ta phải dè dặt với lời của Đức Chúa Trời. Họ thì họ muốn chúng ta mở lòng ra nghe hết những gì họ nói. Kinh Thánh thì chúng ta cần phải dè dặt, phải xét lại. Trong khi đó đáng lý ra những lời của con người nói chúng ta phải dè dặt và xét. Như tín đồ tại thành Bere, luôn cả các sứ đồ đang giảng mà họ ngày nào về, họ cũng mở Kinh Thánh ra tra xét xem những lời của các sứ đồ dạy có chính xác hay là không. Lời của con người chúng ta cần phải xét cho thật kỹ. Lời của Đức Chúa Trời xin Chúa cho chúng ta có một thái độ. Có thể chúng ta chưa hiểu hết, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời phải là lời mà chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận. Amen anh chị em. Khi chúng ta đọc từ nửa lời của Chúa, xin Chúa cho chúng ta mở lòng ra và nhận lời của Chúa là lời có thể đã trồng ở trong chúng ta, là lời có thể cứu được linh hồn của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trở lại, Đức Chúa Trời Ngài biết hết tất cả mọi sự và Ngài đã định trước cái ngày một cách chính xác. Cảm ơn Chúa. Lễ Ngũ Tuần ở trong Tân Ước, ở trong Công Vụ chương 2, xảy ra 50 ngày sau khi Chúa Ngài sống lại. Và cái luật pháp được ban ra, có tiếng từ trời, có sấm sét, có lửa ở trên đỉnh núi Sinai. Tiếng của Đức Chúa Trời phán như những tiếng kèn. Và dân sự của Chúa run rẩy sợ hãi. Họ năn nỉ Môi-se rằng ông xin đến gần Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời phán với ông, rồi ông kể lại cho chúng tôi những gì, truyền lại cho chúng tôi những gì Đức Chúa Trời phán với ông. Còn nếu Ngài tiếp tục Ngài phán nữa, chúng tôi sẽ chết hết. Môi-se đến với Chúa và Chúa cho phép ông lên núi Sinai. Tại đó Chúa ban luật pháp. Và chính ngón tay của Đức Chúa Trời đã viết ở trên bảng đá 10 điều răn và dạy cho Môi-se các điều răn khác để ông có thể truyền lại cho dân sự. Ông đi lên núi. Không bao lâu thì dưới này những cái người mà đám đông đến cho em bảo ông lên nghe Chúa phán đi, rồi về lục lại cho chúng tôi. Không, chúng tôi không thể nào nghe tiếng phán của Chúa trực tiếp được. Ông đi một lúc thì họ bàn với nhau, không thấy tiếng tâm gì tới từ nơi ông mục sư của mình hết, chắc ông chết rồi. Cho nên đến với Aaron mà nói rằng xin giúp đỡ cho chúng tôi có một Đức Chúa Trời khác để hướng dẫn chúng tôi, còn Môi-se chắc ông chết rồi. Aaron nghe theo lời của dân sự kêu như vậy thì anh em
đem vàng đến đây. Và những gì họ đã thấy ở trong xứ Ai Cập, họ đã thực hiện. Họ đem vàng lại và đúc một con bò bằng vàng, giống như họ đã từng thấy ở tại xứ Ai Cập. Rồi Aaron trình diện con bò bằng vàng đó và nói rằng đây là Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn các ngươi từ đây. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, Môi-se nghe Chúa hỏi, sao dân sự làm như vậy? Chúng nó chối từ ta. Môi-se xuống núi và thấy một cảnh tượng. Đó là một con bò bằng vàng được dân sự của Chúa, là những người được Chúa ngày cứu ra khỏi xứ Ai Cập, thấy Chúa ngày rẽ nước biển đỏ để cứu họ. Và bây giờ thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có những người họ đang trần truồng nhảy múa xung quanh thần tượng đó. Trong bản tiếng Việt của chúng ta dùng chữ họ buông tuồng. Trong bản King James đó là they naked. Và họ làm cái cớ để cho mọi người có thể chê cười họ. Ông sẽ đập bể hai bảng đá của 10 điều răn. Ông lấy con bò bằng vàng là cái tượng bằng vàng mà dân sự của Chúa đã đúc đó. Ông nghiền ra thành ra bụi. Ông trộn vào trong nước, ông bắt dân sự của Chúa. Ông muốn làm cái công việc mà chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm được thôi. Tao đem 10 điều răn của Chúa vào ở trong người của họ, nhưng mà cách đó không được. Ông nói với những người Israel ở trong ngày hôm đó, ai đứng về phía của Đức Giê-hô-va thì tất cả những người Lê-vi bước qua. Ông nói rằng hãy mang gươm vào và đi ở giữa trại quân, giết hết tất cả những cái kẻ buông tuồng thờ lại hình tượng đó. Và họ đi và họ nhìn thấy chắc chắn là những con người vẫn còn trần truồng, có thể họ đã uống rượu, họ đã say rồi, và họ vẫn thờ lại cái tượng của con bò vàng đó. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta những người Lê-vi đã giết trong ngày hôm đó 3.000 người. Luật pháp được ban ra viết ở trên bảng đá, 3.000 người chết. Nhưng cảm ơn Chúa Ngài mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban lời Ngài hứa. Cũng có tiếng từ trời. Khi Đức Thánh Linh được ban cho tiếng từ trời như tiếng gió thổi ào ào, cũng có lửa như những lưỡi bằng lửa đậu ở trên đầu của mọi người. Đức Chúa Trời đã viết luật của Ngài trên bảng bằng thịt và trái tim của chúng ta, và ngày hôm đó có 3.000 người được cứu. Một sự khác biệt. Ban luật pháp viết ở trên bảng đá, 3.000 người chết. Ban luật của Thánh Linh viết ở trên tấm lòng của những con người, 3.000 người được cứu trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh của ngày lễ ngũ tuần là ngược lại với những gì đã xảy ra ở trong cựu ước. Điều đó dắt chúng ta đến câu hỏi thứ hai, điều gì đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần? Lễ ngũ tuần là sự ban cho Đức Thánh Linh đem lại sự sống, chứ không phải ban cho luật pháp mang lại sự chết. Rồi ngày lễ ngũ tuần chúng ta nghe có một điều mà khi nãy tôi đọc cho anh chị em. Đó là tất cả mọi người, từ ít nhất là 10 quốc gia đại diện ở tại đó, họ nghe tiếng gió thổi ào ào, nghe thấy tiếng bày tỏ ra sự giáng lâm của Đức Thánh Linh thì họ chạy ra. Lúc giờ họ nghe thấy các môn đồ nói một cái thứ tiếng mà tất cả họ hiểu, như là ngôn ngữ của nơi xứ sở mà họ đang sống. Chúng ta đang nói đến sự phục hồi trở lại. Cho tôi hướng dẫn anh chị em để chúng ta xem có một cái sự kiện nào trong lịch sử nó liên quan đến ngôn ngữ. Anh chị em còn nhớ tháp Ba Bên không? Sáng Thế Ký chương 11 câu 1 cho đến câu số 5 chép cho chúng ta: bây giờ cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Đây là bản hiệu đính của tiếng Việt của chúng ta. Cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Hai cụm từ này cho chúng ta hình ảnh là họ nói cùng một thứ tiếng, nhưng mà chẳng những cùng thứ tiếng mà họ nói những điều ai cũng hiểu, sử dụng cùng một ngôn từ. Chứ không phải như là những gia đình vợ chồng hụt hạt, ta nói rằng ông nói gà, bà nói vịt. Lúc bây giờ, cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Từ phương Đông, họ ra đi và gặp một đồng bằng ở trong đất Sinea, định cư tại đó. Họ nói với nhau, nào chúng ta hãy làm gạch và nung trong lửa. Thời đó người ta dùng gạch thay cho đá và nhựa chai thế cho hồ. Họ còn nói, nào chúng ta hãy xây cho mình một thành và dựng một cái tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh. Họ muốn đi tìm sự vinh hiển.
và không bị tản lạc khắp ở trên mặt đất. Họ nói với nhau chuyện gì anh chị em? Nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng một cái tháp có đỉnh cao đến tận trời. Đây là một công trình rất lớn, rất khó. Kim tự tháp của người Ai Cập chúng ta thấy nó cũng có cao, nó cũng có thể thấy ở trong cái hình thể đó, nhưng mà chưa có cái nào như điều mà loài người trong lúc bây giờ muốn làm. Xây dựng một cái tháp và đỉnh của nó đến cao đến tận trời, để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc trên mặt đất. Và nhớ trước đó, khi loài người của chúng ta được cô động trở lại trong 8 người trong gia đình của Noe, khi họ bước ra khỏi thuyền, thì Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho họ tiếp tục điều mà Chúa Ngài đã ban phước, hãy đầy dẫy thật nhiều và làm cho đầy dẫy đất. Nhưng mà nhóm người này thì họ lại quyết định, Đức Chúa Trời bảo phải tản lạc ra, chia ra và chiếm hữu cả cái mặt đất này. Cái điều đó là chuyện của Ngài, còn chúng ta nên xây một cái thành để chúng ta không bị tản lạc khắp mặt đất. Cho nên hai điều này nghịch lại với chương trình của Đức Chúa Trời. Người Thánh ghi lại chúng ta, Đức Chúa Trời ngự xuống để xem thành và tháp mà con loài người đang xây dựng. Và chúng ta để ý đến điều mà Chúa Ngài nói, để chúng ta thấy Ngài đã nhìn nhận sức mạnh của sự hiệp một tuyệt đối. Thì Đức Chúa Trời phán ở trong Sáng Thế Ký chương 11 câu 6 câu 8, Đức Chúa Trời phán: này chúng cùng một dân tộc. Chúng ta để ý đến điều đó, cùng một dân tộc, chung một ngôn ngữ. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì sao sẽ không có việc gì chúng đã hoạch định mà không làm được? Chúng ta để ý, nếu có ba điều kiện này, một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ và cùng nhau hiệp nhất quyết định làm một điều, thì không có một điều gì có thể ngăn trở họ được. Và đây là phát biểu của Đức Chúa Trời toàn năng. Anh xem có thấy cái sức mạnh đó chưa? Một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ và cùng nhau hiệp nhất định làm một công việc, thì không điều gì có thể ngăn trở. Bạn hiểu đến dùng chữ chúng mới khởi công mà đã như thế, thì về sau sẽ không có việc gì chúng đã hoạch định mà không làm được. Nếu có ba yếu tố này, một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ mà họ nói một cái thứ ngôn ngữ mà họ hiểu, tất cả đều hiểu với nhau hết, thì sẽ không có gì có thể ngăn trở họ thực hiện điều họ muốn thực hiện. Anh em chuẩn bị để chúng ta đi đến kết luận, việc mà Chúa ban cho chúng ta ngôn ngữ từ thiên đàng không phải là chuyện của ngũ tuần, cũng không phải là chuyện của ân tứ, nhưng mà là chuyện của Đức Chúa Trời. Cùng một nhóm người, một nhóm người được cứu, được chuộc, được rửa trong huyết của Đức Giê-xu, được Đức Thánh Linh Ngài kết nối lại để làm một ở trong Ngài. Nói cùng một thứ ngôn ngữ của Thánh Linh, ngôn ngữ mà ai nấy đều có thể hiểu. Con làm một công việc, mở mang nước của Đức Chúa Trời, rõ giảng tinh lành của Chúa khắp đất, không điều gì có thể cản trở họ. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Satan tìm đủ mọi cách để tấn công về ngôn ngữ từ thiên đàng. Mà nó cũng đã ảnh hưởng được để có những người trong giáo hội đánh từ trong ra, chống đối sự ban cho của Đức Chúa Trời trong kế hoạch của Ngài, là phải có một ngôn ngữ được Chúa Ngài ban trở lại. Ở trong cái ý định muốn gây cho mình, tạo cho mình được nổi danh và chống lại đường lối của Đức Chúa Trời, là phải đầy dẫy trên đất này. Để Đức Chúa Trời Ngài đang ngự xuống, và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, Ngài khiến cho họ không thể nào hiểu với nhau được khi Chúa Ngài đổi ngôn ngữ của họ. Đức Chúa Trời chặn công việc lại khi Chúa Ngài đã lấy ra một trong ba điều kiện của sự hiệp một tuyệt đối. Bây giờ họ không hiểu với nhau được nữa. Thì Kinh Thánh ghi lại cho vì cái việc ngôn ngữ của họ, họ không còn hiểu với nhau được, họ bây giờ phải bắt buộc phải đi ra khắp nơi. Cảm ơn Chúa, Chúa có kế hoạch. Sophoni chương 3 câu số 9 có một lời tiên tri: bấy giờ ta sẽ biến đổi các dân, thanh tẩy môi miệng, để tất cả đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, kề vai sát cánh phụng sự Ngài. Bây giờ là thời kỳ của Đấng Mê-si-a đến. Chúa hứa Ngài sẽ biến đổi các dân, thanh tẩy môi miệng. Nhưng mà chỗ này thì bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta và một số các bản dịch theo cái sự hiểu biết là language, thân, được dịch là môi miệng. Nhưng mà trong bản New King James
Thì lời của Chúa nói như thế này: For then I will restore to the people a pure language, that they may call on the name of the Lord to serve him with one accord. Lời hứa là tiên tri này có ba điều kiện để có một sự hiệp một tuyệt đối đã được Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban. Mà cho tôi xin tạm dịch nó qua tiếng Việt của chúng ta như thế này: Bây giờ ta sẽ phục hồi cho các dân một ngôn ngữ trong sạch, a pure language, để tất cả đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va và hiệp nhất mà phụng sự Ngài. That they all may call on the name of the Lord to serve him with one accord. Hiệp một, hiệp nhất, hiệp lòng, hiệp ý. One accord. Restore, Chúa Ngài làm lại, Ngài phục hồi lại. To the peoples. Chúng ta để ý ở trong bản King James thì có chữ S ngoài là số nhiều. A pure language. Đó là lời hứa của Chúa. Trong thời của Đấng Messiah, bây giờ, Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm công việc đó là Ngài sẽ phục hồi cho các dân một ngôn ngữ trong sạch. Anh xem ngôn ngữ nào cũng có tiếng chữ thề và bậy bạ. Có những từ mà chúng ta thấy rằng không xứng hiệp mà sứ đồ Phaolô nói những điều đó không nên nói ở giữa anh em mà cũng đừng nhắc đến cho anh em. Ngôn ngữ nào cũng có, trừ ra ngôn ngữ từ thiên đàng. Và Đức Chúa Trời Ngài hứa qua tiên tri Sophonie: Bây giờ ta sẽ phục hồi cho các dân một ngôn ngữ trong sạch. Ngôn ngữ này đến từ sự ban cho của Đức Thánh Linh. Cho nên em yêu dấu của chúng tôi, đừng mắc bẫy của ma quỷ. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài muốn điều mà đã có mặt trước khi Chúa Ngài thay đổi ngôn ngữ để ngăn chặn công việc loài người, muốn cất một cái thành, một cái tháp đến tận trời để được nổi danh và để họ nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời là họ cứ ở chung với nhau. Và Đức Chúa Trời phải thay đổi ngôn ngữ của họ. Bây giờ Ngài hứa rằng có một ngày khi mà loài người của chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ bởi huyết của chiên con của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ, được thánh hóa, để thần linh của Chúa lại có thể ở trong con người trở lại, thì Đức Chúa Trời Ngài hứa rằng trong thời điểm đó Ngài sẽ phục hồi cho các dân một ngôn ngữ thanh sạch, a pure language. Đây là ngôn ngữ mà mọi người đều có thể hiểu được. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong Công vụ Sứ đồ chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 6, đến ngày lễ ngũ tuần các môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi bằng lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên đầu của mọi người. Câu số 4 đến chị em. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Bây giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Jerusalem. Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng sốt vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời đang đeo đuổi ban cho một loại ngôn ngữ. Và bởi Thánh Linh của Ngài, ai nấy đều sẽ hiểu nhau và hiểu ý của Chúa. Và khi việc này xảy ra thì chúng ta thấy mục đích của Đức Chúa Trời trong việc ban tiếng mới là lớn vô cùng và mạnh mẽ vô cùng. Satan biết điều đó. Lần đầu tiên khi việc này xảy ra thì kết quả là 3.000 người trở lại tin Chúa trong một ngày. Mấy ngày sau thêm 5.000 người đàn ông nữa trở lại tin Chúa, vì những con người đã được ban thứ ngôn ngữ này gây dựng chính mình và đi ra trong quyền năng của danh Đức Chúa Giêsu, đã khiến người bại từ thổi sanh ra nhảy một cái, xương mắt cá cứng vững, được lành ở trước mặt mọi người chứng kiến. Ma quỷ biết điều đó. Nên kể từ đó nó đã tìm đủ mọi cách để xâm nhập vào trong hội thánh của Chúa, xúi những con người làm những công việc lệch lạc mà sứ đồ Phaolô phải hoàn chỉnh, đặc biệt như hội thánh ở tại thành Corinto. Và nó tìm đủ mọi cách để khiến cho mọi người chê và ghét sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và phải công nhận Satan giỏi ở trong công việc này. Cho đến ngày hôm nay, đây chính là điều gây chia rẽ trong hội thánh của Chúa. Đáng lý nó là phước hạnh mà tất cả chúng ta nghe và hiểu với nhau, để chúng ta cùng nhau hiệp một mà mở mang công việc của Chúa. Thì chính cái điều mà Chúa Ngài ban cho cái chìa khóa để chúng ta có thể gây dựng chính mình. Ai nói tiếng lạ gây dựng chính mình, người nói tiên tri gây dựng hội thánh của Chúa, thì chúng ta chê, chúng ta nói rằng cái này không đến từ Chúa, đây là ngũ tuần, đây là của ma quỷ, tiếng lạ là của ma quỷ. Và chúng ta chê, cho nên ai nấy ở trong giáo hội
yếu đuối. Sao ít đi nhóm lại, một sự yếu đuối quá. Sao đời sống ở trong những ngày qua thiếu những cái sinh hoạt mà trước đây mình đã từng sinh hoạt. Thưa một sư, nguội lạnh quá. Sao không sử dụng ơn của Chúa ban cho để gây dựng sinh mình? Và cái đó của ân tứ của ngũ tuần. Anh chị em thấy không? Sao thằng rất là khôn ngoan. Và đó là lý do mà tôi mời anh chị em cứ bình tĩnh nghe đi. Hiểu đi. Rồi chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời. Cha hứa thì cha không bao giờ cho chúng ta những cái điều mà xấu hay là những điều không cần thiết. Điều cha hứa quý lắm. Và Ngài muốn cho mọi người có một cái lòng mong đợi như chúng ta đã nhắc đến ở trong Chủ nhật vừa qua. Chúa sai tiên tri của Chúa đến báo trước. Trong những ngày cuối rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Hết thảy đều sẽ nói tiên tri. Wow! Tôi mà nói tiên tri, đúng, hết thảy. Đúng, các anh chị đang ngồi trong các hàng ghế, những người đang nghe bài giảng này phía bên sau của ống kính của máy video này, Đức Chúa Trời muốn chính anh em, cả nam lẫn nữ của Chúa đều nói tiên tri. Chẳng những chúng ta mà con cái của chúng ta đều cũng phải nói tiên tri. Vì ngày hôm nay thế giới loài người của chúng ta đang cần những tiếng nói tiên tri. Vì những nan đề mà họ đang đối diện, những khó khăn mà họ đang đối diện, không có gì có thể giải quyết được trừ ra có lời hàng sống từ nơi Đức Chúa Trời, có lời mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời. Vợ chồng chúng tôi ngồi xem một bản tin mà tôi thét lên, ô lại Chúa. Có một cái cuộc nghiên cứu cho biết, sau 2 năm bị giãn cách, 2 năm bị nhốt ở trong nhà qua dịch lệ COVID, thì 97% những người trẻ nói rằng họ đang rất cô đơn. 87% nói rằng họ đang ở trong chỗ trầm cảm. 36% nói rằng họ muốn tự tử, họ không muốn sống nữa. Đúng là kế hoạch của kẻ thù đến để cướp giết và hủy diệt. Và chúng ta thấy đáng tiếc là nhà cầm quyền của các xứ trên thế giới này đã để cho điều này xảy ra. Lần đầu tiên mà người ta đã để cho một cái dịch lệ. Bởi vì họ thổi phồng và làm cho mọi người sợ. Bây giờ thì dần dần họ công nhận nó chỉ là một cái dịch cúm được mang tên mới. Lần đầu tiên thế giới đóng cửa, bắt tất cả mọi người giãn xã, nhốt ở trong các khu xóm, nhốt ở trong các hẻm. Học sinh không thể đi học được. Và nó đánh hạ cái phẩm chất của con người đến độ là phải đeo cái mặt nạ vào. Điều mà chúng ta đã nói đến thế giới của tối tăm đã làm cho những người phụ nữ ở các xứ Hồi giáo phải bịt mặt. Tất cả những gì họ có thể thấy được và những người xung quanh thấy được họ chỉ có 2 con mắt thôi. Nan đề sẽ mỗi một ngày một lớn hơn nữa. Chúng ta nghe những chuyện nổ súng, chúng ta nghe những con người mà trong những ngày qua đã giết người. Nhà chức trách cho chúng ta biết rằng nghiên cứu kỹ họ là những con người gọi là sống cô đơn, cô lập. Tiếng Anh dùng chữ là loner. Hồi trước, ở trong một cái xứ, trong một cái vùng, lâu lâu mới có một người trong cái dạng đó. Và xã hội nếu có những người quan tâm đủ cũng có thể giúp được những con người này. Nhưng ngày hôm nay một ngày mới anh chị em. Những con người này liên kết với nhau qua Internet. Và họ bắt đầu chơi những cái video game và khích lệ động viên nhau để đi ra và làm cho mọi người biết mặt mình. Trong tất cả những vụ nổ súng trong những ngày qua, thì nhà chức trách họ nghiên cứu thì họ thấy rằng ở trong cái mạng gọi là The Dark Web, có những cái trang Facebook, họ đã khích lệ và chúc mừng những người đã nổ súng giết người. Bây giờ nó có mạng lưới của những người khích lệ nhau để đi giết người. Và các trò chơi video game ngày hôm nay bắn trúng đầu là được điểm cao nhất. Cho nên cái người mà đã bắn các học sinh ở tại Uvalde, khi đi đến với một em, thì nó nói, who do I have here? Nghe nó giống không Jim? Những người chơi video game sẽ biết được cụm từ này. Và tất cả nó đều nổ súng vào đầu, từ cô giáo cho đến các học sinh.
Thế giới của chúng ta đang ở trong một cái nhu cầu rất lớn, mà tư vấn không đủ, mở thêm nhà tù để nhốt họ cũng không giải quyết được. Chỉ có quyền năng biến đổi của Thánh Linh của Chúa thôi. Chúng ta thấy điều đó. Có những con người là tệ nạn của xã hội, là đồ bỏ của xã hội, là cặn bã của xã hội, được quyền năng của Chúa chạm đến một cái, họ thay đổi và ngày hôm nay trở nên những người của Đức Chúa Trời. Từ những tướng cướp, từ những con người mà chúng ta thấy rằng ai cũng sợ hết, bây giờ họ trở nên những người được hoàn lương, là những người được Chúa Đức Chúa Trời ngày sử dụng để có thể đem tin lành của Chúa đến cho những người cùng một hoàn cảnh với mình trước đây. Đó là giải pháp của Đức Chúa Trời. Những con người này cũng như hội thánh đầu tiên đã kinh nghiệm được điều cha hứa. Cho anh chị em yêu dấu của chúng tôi, đừng để cho bất cứ một tiếng nói nào, luôn cả những ngài tiến sĩ có thể là đang đứng ở tại bục giảng của hội thánh của anh chị em đó, để nó nghịch lại với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đây là điều cha hứa. Đây là điều có thể lạ, nhưng mà rồi nó sẽ quen khi anh chị em mở lòng ra để đón nhận. Cảm ơn Chúa. Thứ ba, một câu hỏi mà mỗi một chúng ta có thể hỏi, đó là tôi có thể trải nghiệm lễ ngũ tuần không? Tôi có thể trải nghiệm được điều mà họ sánh đầu tiên đã kinh nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần không? Tôi có thể nhận được điều cha hứa không? Câu trả lời là có và phải. Trong một chương 2 câu 37 đến 39 xác nhận cho chúng ta, khi nghe điều ấy lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-rơ và các sứ đồ rằng: các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây? Phi-rơ trả lời: hãy ăn năn, mọi người phải nhân danh Đức Chúa Jesus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em là những người đang đứng ở trước mặt rồi, cho con cháu của anh em là những đứa nhỏ ở tại nhà, và cho tất cả mọi người ở xa là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. Rồi bao gồm hết tất cả, trong đó có chúng ta đang ngồi ở trong nhà thờ ở tại đây, cũng như tất cả các anh chị em đang nghe sứ điệp này. Làm sao để chúng ta có thể nhận được điều cha hứa hay là kinh nghiệm cái kinh nghiệm của lễ ngũ tuần? Ba điều: tin Chúa để được cứu, báp têm nước để tuyên xưng đức tin của mình, và thứ ba đó là nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jesus nhận báp têm để được tha tội mình, rồi nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Đó là điều mà Phi-rơ nói. Cảm ơn Chúa. Thứ nhất phải tin, bởi vì nhớ anh chị em, khi chúng ta tin thì công việc của Chúa là Ngài thanh tẩy chúng ta, khiến cho thân thể chúng ta bây giờ được Chúa Ngài thánh hóa, để chúng ta có thể nhận được Thánh Linh của Chúa ở với chúng ta đời đời. Thần của Đức Chúa Trời lại ở trong chúng ta. Chúa báp têm nước để tiên sinh đức tin của chúng ta, là con người cũ chúng ta đã chết, đã chịu chôn với Đức Chúa Jesus Christ ở trong mồ mả. Và bước ra khỏi nước là chúng ta sống lại với sự sống mới ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều mà nhiều hệ phái đã dạy. Như vậy đủ rồi. Tin Chúa chỉ báp têm nước. Và họ đã giải thích tin Chúa là lúc được báp têm trong Đức Thánh Linh. Nhưng mà chúng ta để ý đến đây, và tôi mời anh chị em chúng ta cũng sẽ xem một số những trường hợp ở đây để chúng ta thấy rằng các sứ đồ nghĩ khác. Đức Thánh Linh đã soi sáng để viết lại những lời này cũng suy nghĩ khác. Tin báp têm nước rồi sẵn sàng để nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Chúng ta xem ví dụ trong Công vụ chương 8, câu 12 và câu 14 đến 17. Khi họ đã tin Philip, người rao giảng tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp têm. Chính Simon cũng tin, sau khi nhận báp têm, ông luôn ở với Philip, thấy những phép màu và dấu lạ lớn được thực hiện, ông rất kinh ngạc. Câu 14, các sứ đồ ở Jerusalem nghe tin dân chúng ở Samari đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời, liền sai Phi-rơ và Giăng đến với họ. Câu 15, hai ông đến nơi cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Câu 16, vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu nhận báp têm mà thôi. Phi-rơ và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh. Các sứ đồ, những người được Đức Chúa Giêsu ngày giảng dạy, những con người kinh nghiệm được, họ khi nghe tin dân thành Samari đã tin Chúa, rồi cả nam lẫn nữ đều chịu báp têm nước. Định nghĩa của những nhà thần học ngày hôm nay, của các hệ phái lớn hay là dòng chính, nó là như vậy đủ rồi, như vậy là đủ rồi.
Nhưng mà không, các sứ đồ đi tìm một điều khác hơn để cho những người mới tin Chúa này kinh nghiệm điều mà họ đã kinh nghiệm. Cho nên lập tức các sứ đồ sai Phi-rơ và giăng xuống Samaria liền. Và khi đến nơi thì họ đã làm một công việc. Đó là họ cầu nguyện cho những người đã tin Chúa, đã được cứu, đã tuyên xưng đức tin của mình qua báp têm nước, kinh nghiệm điều mà Cha hứa. Phi-rơ và giăng đặt tay trên họ. Họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tại sao? Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa Giêsu, nhân Chúa là Đức Chúa Giêsu mà nhận báp têm mà thôi. Họ đã được cứu, họ đã được báp têm nước. Nhưng khi các sứ đồ hay tin, họ đến nơi và họ tìm một điều mà chúng ta thấy rằng rất là quan trọng đối với Chúa Giêsu, đối với Đức Chúa Trời và đối với các môn đồ là những người kinh nghiệm, các sứ đồ là những người kinh nghiệm. Họ xuống, họ phải quan sát và họ biết một điều, đó là vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, cho nên họ đã cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Không như quan điểm định nghĩa của nhiều người ngày hôm nay, đây là điều rất cần anh chị em. Nó đem lại một sự thay đổi rõ rệt trong cuộc đời của tôi. Cho nên từ đó tôi hứa nguyện trước mặt Chúa dâng những ngày còn lại. Mặc dù đã dâng cho Chúa cuộc đời của mình, nếu Chúa giữ cho con sống, lời cầu nguyện của tôi ở giữa biển cả, con sẽ dành tất cả những ngày còn lại để nói về tình yêu và ân điển của Chúa. Khi kinh nghiệm được báp têm Đức Thánh Linh, thì tôi cộng thêm vào, con sẽ nói, sẽ giảng, sẽ huấn luyện cho đến chừng những người được tiếp xúc với chức vụ và đời sống của con phải kinh nghiệm điều mà Chúa đã cho con kinh nghiệm. Nên xin lỗi các mục sư, những người nghĩ rằng tôi thế này thế kia và nói ông tối ngày cứ giảng Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh. Anh chị em, đây là người bạn mà tôi không thể nào yên lặng về sự có mặt và mối liên hệ của tôi với Ngài, bởi vì Ngài quá tuyệt vời. Anh chị em, nếu chúng ta không ngừng nói về một món ăn mà chúng ta ăn được ở một cái cửa tiệm nào đó, ngon quá đến độ chúng ta về, chúng ta gặp ai chúng ta cũng kể và có cơ hội chúng ta mời để đến đó để có thể thưởng thức cái món đó với chúng ta. Thức ăn mà chúng ta còn như vậy, huống chi đấng mà khi Ngài bước, chúng ta tất cả thay đổi. Những ngày nhọc nhằn trở nên nhẹ nhàng. Những việc phải thức trắng mắt để nghiên cứu, bây giờ với sự dạy dỗ của Ngài, có thể đến sự nhận biết về lời của Chúa, bởi vì chính Ngài đã được Chúa Giêsu hứa khi Ngài đến, Ngài sẽ dạy chúng ta mọi sự và nhắc chúng ta mọi điều. Là đấng mà sứ đồ giăng nói rằng bởi sự sức giàu của Ngài ở trong chúng ta khiến cho chúng ta khôn ngoan hơn cả những người thầy của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chỗ này những người giáo sư trong trường Kinh Thánh của tôi, họ nói tại vì đây là lần đầu tiên tin lành của Chúa đến với những người Samari, cho nên Đức Chúa Trời phải làm việc theo những cái thứ tự này. Còn chúng ta thì không cần, bởi vì chúng ta không có thuộc về những người Samari. Chúng ta ngày hôm nay, anh chị em, ngụy biện thì cuối cùng họ cũng khó khăn để có thể giải thích được. Nhưng khi chúng ta hiểu được ba điều phải có: tin Chúa để được cứu, nhận báp têm nước để tuyên xưng đức tin của mình và bày tỏ quyết tâm của mình chết với con người cũ, chết với xác thịt, để cho nó chịu chôn với Chúa ở trong dòng nước, bước ra khỏi nước, sống một sự sống mới ở trong Chúa. Người Baptist gọi là chúng ta bày tỏ ra bên ngoài việc đã diễn ra bên trong chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nhưng không dừng tại đó. Phải nhận điều Cha hứa và đón nhận sự ban cho của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Một phần kinh thánh khác rồi chúng ta kết thúc. Trong Công vụ chương 19, sứ đồ Phaolô, một là lẩm cẩm, hai là ông rất nghiêm túc ở trong việc này. Ông gặp những người môn đồ ở Ê-phê-sô. Ông hỏi, từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Theo như định nghĩa của các thần học gia và các mục sư ở trong ngày hôm nay, của các giáo hội, của các hệ phái, Phi-rơ là sao ông lẩm cẩm như vậy? Tin Chúa thì đã được báp têm Đức Thánh Linh rồi, còn hỏi có nhận được Đức Thánh Linh chưa?
Chúng ta biết lễ ngũ tuần xảy ra vào năm 30 sau Công nguyên. Việc Phaolô trong chuyến truyền giáo này ở tại thành Ephesô, có mặt tại thành Ephesô, được xảy ra vào năm 54 sau Công nguyên, tức là 24 năm sau kinh nghiệm của ngày lễ ngũ tuần đầu tiên. Mà vẫn tìm thấy có một nhóm người là những người môn đồ. Trong khi Apollo ở Corinto, Công vụ chương 19 từ câu 1 câu 6, thì Phaolô đi đường xuyên nội địa đến Ephesô, gặp một số môn đồ ở đó và ông hỏi họ: từ khi tin anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Và câu trả lời của họ nghe rất giống với anh chị em: chúng tôi chưa từng nghe nói về Đức Thánh Linh nào cả. Chúng ta có thể thấy trong đầu của Phaolô nó không được. Ông liền đặt một câu hỏi chẳng đoán. Ông lại hỏi: vậy anh em đã nhận báp tem nào? Họ đáp: báp tem của Giăng. Giăng đã đến, đã làm báp tem cho người ta ăn năn để được tha tội. Nhưng mà rồi đấng mà ông giới thiệu đã đến, chiên con của Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã chịu chết, chịu chôn và đã sống lại. Và Ngài là đấng mà 24 năm trước Ngài đã làm báp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa trên hội thánh đầu tiên của Ngài. Đó là lý do mà Phaolô giúp đỡ cho họ. Giăng đã làm báp tem về sự ăn năn tội, bảo dân chúng phải tin đấng đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Nghe vậy, họ nhận báp tem nhân danh Đức Chúa Giêsu. Bây giờ họ được cứu rồi đó. Rồi được báp tem nước rồi đó. Phaolô không nói rằng xong chuyện. Bye. Chúa ban phước ở cùng mình cho em không? Kinh Thánh ghi lại chúng ta: khi Phaolô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ và họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. Cảm ơn Chúa. Họ có thể nhận được. 24 năm sau, kể từ lúc ngày lễ ngũ tuần mà Đức Thánh Linh đã giáng lâm lần đầu tiên, thì những con người này đã nhận được. Chúng ta cũng có thể nhận được trong ngày hôm nay. Xin Chúa cho để không có một cơ đốc nhân Việt Nam nào sẽ trả lời như những người ở tại thành Ephesus: chúng tôi cũng chưa từng nghe nói về Đức Thánh Linh nào cả. Mặc dù Satan đã tìm đủ một cách qua cái sự cay đắng của các nhóm giáo sĩ của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp, đã quyết định khi đi truyền giáo ở nước ngoài, họ sẽ yên lặng về chức vụ của Đức Thánh Linh. Vì chuyện xảy ra ở tại trường Kinh Thánh, ở tại New York, New York. Họ quyết định: chúng tôi sẽ yên lặng và không nói về Đức Thánh Linh. Và điều duy nhất họ khi đến đất nước xứ sở Việt Nam của chúng ta đã truyền cho và giúp đỡ để chúng ta có cái bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Trong đó có mấy chữ: tôi tin Đức Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, tôi tin Đức Thánh Linh, bỏ ngay quan bên và tiếp tục. Khi nói đến Thánh Linh, khi nói đến kinh nghiệm ngũ tuần, nói rằng cái đó là hệ phái ngũ tuần, cái đó là tà giáo, cái đó là vân vân. Và chúng ta thấy rằng đa số cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta thiếu sự hiểu biết về Đức Thánh Linh. Cho nên đáng lý ra ngôn ngữ mà Chúa Ngài lại tái phục hồi, một ngôn ngữ thuần túy, một ngôn ngữ thanh sạch, để hội thánh của Chúa có thể bừng lên trong quyền năng của Chúa, hiệp một để cứu người, thì nó trở nên điều chia rẽ trong hội thánh nhất. Tôi cầu nguyện, xin Chúa Ngài ban phước để sẽ có một sự phục hồi. Thì Chúa đã sử dụng một số các tiên tri của Chúa nói rằng trong ngày lễ phục sinh năm nay, Đức Chúa Trời Ngài sẽ phục hồi nhiều điều trong hội thánh của Ngài và phục hồi hội thánh của Chúa. Đây là điều mà tôi tin rằng hơn bao giờ hết, chúng ta cần quyền năng của Chúa đổ một cách mạnh mẽ, hầu cho hết thảy chúng ta sẽ trở nên hiệu quả. Anh em ơi, đêm đã khuya, ngày hậu đến. Nhu cầu xung quanh của chúng ta sẽ là những nhu cầu mà nếu chúng ta là những người tỉnh thức đủ, chúng ta sẽ nói rằng quá sức của con người của chúng ta. Làm sao có thể giải quyết được việc này? Làm sao để có thể giúp đỡ cho bao nhiêu người đang ở trong chỗ cô đơn, những con người bị trầm cảm, những con người đang nhốt mình vào trong cái chỗ, họ tự cô lập, họ sống một cách cô đơn. Những người cô đơn khác gặp họ không quá giải cái sự cô đơn của họ, nhưng mà yểm trợ nhau để trút đổ cái sự cô đơn, tức giận, tổn thương của họ lên những người lân cận. Mình xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa ở trong ơn của Ngài. Đây là điều tôi đeo đuổi. Không phải một số các anh chị em trong hội thánh này, những người nghe tôi, xin Chúa cho kinh nghiệm lễ ngũ tuần
sẽ được đa số Cơ Đốc nhân Việt Nam của chúng ta hiểu và tiếp nhận. Ước mơ của tôi 1 triệu Cơ Đốc nhân Việt Nam sẽ nhận được điều Cha hứa. Xin Chúa cho để không ai trật mất cơ hội này. Và cũng không ai nghe tiếng nói của tôi trong thời gian này, ở trong ngôi nhà thờ này, cũng như khắp nơi, mà sẽ nói như những người ở tại môn đồ tại Ê-phê-sô, chúng tôi cũng chưa nghe nói về Đức Thánh Linh nào. Nhưng xin Chúa ngài ban phước. Anh sẽ muốn tiếp nhận điều Cha hứa, tin Chúa, và tôi tin rằng đa số trong chúng ta ở đây đã tin Chúa. Thứ hai, chỉ báp têm nước, đa số chúng ta đã có báp têm nước. Hội thánh trong ngày lễ của Father Day, nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ có báp têm nước cho một số người đã tin Chúa và những người sẽ tin Chúa ở trong thánh kinh mùa hè để tuyên xưng đức tin của mình. Nhưng mà hết thảy chúng ta có thể nhận được điều Cha hứa. Có thể anh chị em đã tiếp xúc và đã quen thuộc với Đức Thánh Linh. Nhưng mà chữ mà chúng tôi muốn nhấn mạnh tại đây đó là chữ tiếp nhận. Rất là quan trọng. Chúng ta có thể có một cái gì đó ở trong đời sống của chúng ta như lời của Chúa đã được trồng trong chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không lấy lòng nhu mì khiêm nhường nhận lấy lời đã trồng trong chúng ta, lời đó không có giá trị cho chúng ta. Chúng ta có thể biết một ai đó, nhưng mà nếu chúng ta không tiếp nhận họ vào trong đời sống, những gì họ làm sẽ không ảnh hưởng gì đến cho chúng ta. Như có ai đó ở trong thời giờ này đã nghe nói về tôi và chức vụ của tôi, nhưng mà nếu anh chị em vẫn chưa vượt qua được cái hàng rào ngăn trở và biết tôi một cách cá nhân, anh chị em sẽ không bao giờ được phước qua chức vụ của tôi. Mà anh chị em chỉ bị những lời của những người khác đồn đãi làm cho anh chị em cứ dè dặt và tránh xa tôi. Nhưng mà đến khi gặp gỡ, nhìn mặt với nhau, cũng sẽ thấy rằng huyết quản của chúng ta chứa đầy máu huyết của Đức Chúa Jesus Christ. Tôi cũng là người tin Chúa, tôi cũng là người học hỏi lời của Chúa và luôn luôn ao ước rao giảng lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi không có mục tiêu là cố tình sẽ giảng tà giáo hay bất cứ điều gì, bởi vì không ai có cái sự dẫn dắt khôn ngoan từ nơi Chúa mà lại làm như vậy. Nên nghe một cách bình tĩnh, nghe một cách cặn kẽ để rồi anh chị em có thể được phước của Chúa. Trong thời gian này, ai muốn tiếp nhận điều Cha hứa, chúng ta có thể đến với Chúa trong thời gian này. Tại trong hàng ghế, anh chị em có thể đưa tay của mình, xòe lòng bàn tay của mình hướng về Chúa như tư thế của một người đón nhận. Và tôi xin cầu nguyện cho anh chị em. Khi tôi cầu nguyện xong, anh chị em muốn kinh nghiệm điều mà công vụ chương 8 đã ghi cho chúng ta cho người Samaria, hay là việc đã xảy ra cho các môn đồ thành Ê-phê-sô trong công vụ chương 19. Anh chị em có thể tiến lên phía trước ở đây và chúng tôi sẽ kể ơn Chúa đặt tay trên anh chị em. Bây giờ này chúng ta nhận từ nơi Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Vì trong kế hoạch mà Chúa Ngài đã định để chúng con có một chỗ trong chương trình của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự trang bị của Chúa mà Chúa muốn ban cho chúng con. Để chúng con được quyền năng, chúng con được hiệu quả, chúng con được sự sức giàu của Ngài. Cảm ơn Cha vì Ngài trong thời đại của Đấng Mêsia, Ngài phục hồi lại một ngôn ngữ sạch, một ngôn ngữ thiêng liêng có khả năng để tất cả những người con Chúa chúng con có thể hiểu nhau, sử dụng cùng một ngôn từ để chúng con có thể hiệp một. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh ơi, xin Ngài tha thứ cho chúng con, cho hội thánh người Việt của chúng con, cho những định kiến của chúng con về Ngài. Ôi thần an ủi, Đấng dẫn dắt, Đấng luôn ở cùng, Đấng đến để chúng con không sống một đời sống côi cút nhưng có sự hiện diện và chăm sóc của Ngài. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con bị dạy sai, chúng con đã bị người ta dán cho Ngài những cái nhãn công việc của Ngài, mà như những người lãnh đạo của Do Thái giáo năm xưa đã gọi là công việc của chú quỷ để trừ quỷ. Xin tha thứ. Lạy Chúa, chúng con đứng vào vị trí của một mục sư người Việt Nam. Xin Chúa tha thứ cho những chức vụ những mục sư đã từng giảng sai và gieo rắc vào trong tấm lòng của hội thánh của Chúa những tín lý không đến từ Kinh Thánh.
những quan điểm của loài người. Xin Chúa nghe tha thứ, để chúng con sẽ giảng lời của Chúa một cách thuần túy. Chúng con cảm ơn Ngài. Là Chúa Giêsu xin ban điều tra hứa trong thời gian này trên mỗi một chúng con. Xin giúp đỡ và nhìn thấy những tấm lòng đang mở ra để tiếp nhận Ngài. Xin tha thứ chúng con vì chúng con đã lãng quên và không nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát một cách đầy trọn, vì chúng con không tiếp nhận Chúa. Chúng con có Chúa trong đời sống nhưng chúng con không tiếp nhận Ngài, cho nên Chúa không thể tự do hành động trong đời sống của chúng con. Giờ này Chúa dẫu, chúng con thưa với Chúa rằng bởi quyết định cá nhân mà chúng con quyết định, xin tiếp nhận tất cả công tác của Thánh Linh cũng như chính mình Ngài trên đời sống của chúng con. Xin Chúa kiểm soát, xin Chúa đầy dẫy trong chúng con, để chúng con có thể kết quả trong ơn của Ngài, để rồi Chúa có thể tìm thấy được một sự hiệp nhất trọn vẹn từ nơi một nhóm người là hội thánh của Chúa, nói cùng một ngôn ngữ của Thánh Linh, và chúng con cùng nhau làm công việc mà Chúa Ngài đã truyền cho chúng con, sứ mạng vĩ đại của Ngài, đó là giảng tin lành của Chúa khắp đất, khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Thì lại Chúa khiến cho không điều chi có thể ngăn trở chúng con được nữa. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Anh chị em bây giờ hãy đón nhận, hãy đón nhận. Ai đã nhận rồi và trong những ngày qua thấy thiếu, thấy ngủ dần, xin Chúa tái đổ đầy và ban phước trên chúng ta, ban phước trên anh chị em. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chào ban ơn cho các anh chị em chúng con, những người đang theo dõi ở trên mạng, trên các đường truyền. Lạy Chúa chúng con xin đến cho anh chị em chúng con. Chúng con không thể có mặt với họ, họ trong những hoàn cảnh có những nhu cầu khác nhau, cần được chữa lành, cần được giải cứu. Lạy Chúa xin tuôn đổ Thánh Linh của Ngài để chữa lành, để giúp đỡ anh chị em chúng con kinh nghiệm được sự tự do, bước đi trong ơn của Ngài. Và chính họ cũng sẽ được Chúa Ngài dấy lên để trở nên những khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng ngay trong thời gian này anh chị em bắt đầu kinh nghiệm một sự hiện diện, và khi chúng ta hoan nghênh Ngài, đáp ứng lại Ngài tức khắc, cho đến rất anh chị em. Nếu ai khao khát muốn kinh nghiệm sự đặt tay, chúng tôi biết rằng thời giờ đã trễ, nhưng mà chúng tôi muốn cầu nguyện cho các anh chị em đó, như các sứ đồ, như môn đồ Anania đặt tay trên Phaolô thì ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt được sáng, bước vào trong thánh vụ mà Chúa Ngài đã kêu gọi. Như Phêrô và Giăng, như Phaolô, các sứ đồ đã đặt tay lên thì ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ơn của Chúa. Tôi cũng đã kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh, và ơn của Chúa cũng có thể cầu nguyện và truyền tải cho anh chị em. Cho nên ai khao khát xin nhanh chóng chúng ta tiến lên phía trước tại đây, và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, đặt tay trên anh chị em. Hội Thánh xin Chúa ban phước. Anh chị em hãy tiếp tay với chúng tôi, phổ biến chia sẻ để nhiều người nữa sẽ được giải cứu ra khỏi những định kiến, để rồi nhiều người nữa sẽ hoan nghênh điều tra hứa trong đời sống của mình và tiếp nhận ở trong ơn của Chúa. Chúa Ngài ban ơn. Sẽ gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.